Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, tôi cũng có thông điệp dành cho tất cả anh chị em ở đây, cũng như những anh chị em đang kết nối với Hội Thánh qua live stream. Và chúng ta đang sống trong cái thời kỳ ân điển, nghĩa là thời kỳ mà tin lành của Chúa, phúc âm của Chúa được rao truyền khắp mọi nơi. Điều mà Đức Chúa Trời quan tâm ngày hôm nay đó anh chị em, là tất cả mọi người trên trái đất này phải được nghe về tin lành của Chúa. Đó là điều Chúa quan tâm. Thực ra Đức Chúa Trời không quan trọng là trái đất mình đang tiến bộ đến chừng nào, khoa học kỹ thuật tiến bộ đến đâu, chúng ta đã lên sao hỏa sống được chưa, lên mặt trăng trồng rau được chưa. Chúa không quan tâm. Chúa quan tâm là hàng tỷ con người đã được nghe phúc âm chưa. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta hiểu được điều này, cuộc sống chúng ta sẽ được định hình trở lại để sống cho phúc âm của Chúa. Vì đó là điều quan trọng nhất của mỗi một linh hồn. Tôi bắt đầu sứ điệp hôm nay với câu châm ngôn 25 chương 25. Tin lành đến, tin lành ở xứ xa đến giống như nước mát mẻ cho người khát khao. Tin lành ở xứ xa đến giống như nước mát mẻ cho người khát khao. Tôi nghĩ ông bà anh chị em đã kinh nghiệm câu kinh thánh này ít nhất một vài lần trong cuộc đời của mình. Có thể nó không phải là một cái điều gì đó lớn lao, nhưng mà nó là một cái điểm khiến cho chúng ta có một cái sự vui mừng tột độ khi mà nhận được một tin tốt. Tại sao vậy anh chị em? Tại sao mà con người sống trên đất này ngày hôm nay khi họ nhận được tin tốt, tin lành, thì lòng của họ cảm thấy được phấn khích, được mát mẻ? Tại vì thế giới hôm nay tràn ngập những tin xấu. Mở mắt ra là tin xấu. Đọc trên báo tin xấu, trên đài tin xấu, trên internet tin xấu. Và hầu như nếu không có tin xấu đó thì mọi báo chí tòa soạn đóng cửa hết rồi. Vì có ai đọc đâu, hoặc là cũng chả cái gì để đăng. Sáng ra thì động đất chỗ này, chiến tranh chỗ kia, tai nạn chỗ nọ, lũ lụt chỗ kia, chết đói chỗ nọ. Và chúng ta lướt một hồi là tâm hồn mình tràn ngập những tiêu cực, buồn thảm, đau buồn. Vì vậy Kinh Thánh nói là hãy tin lành đến đó, cho con người, nó giống như nước mát mẻ vậy, cho người khát khao. Vì chúng ta đang khát những điều tốt đẹp. Thực ra con người đang khát khao những điều tốt đẹp, nhưng nó hiếm hoi quá. Và đôi khi tin lành nó cũng rất đơn giản thôi anh chị em, nhưng mà nó đem lại cái niềm vui. Tôi lấy ví dụ như một ai đó tự dưng lại thấy hệ miễn dịch của mình bị suy giảm, đúng không ạ? Dễ bị cảm, bị sốt, bị đau đầu, nhức óc, lúc nào cũng sụt sùi, người lúc nào yếu ớt, và bắt đầu quyết định đi khám. Mà cái này có thật á, bởi vì có một người gọi điện đến cho tôi lâu rồi, cũng cách đây cũng phải nửa năm á, ở một sự rồi, cuộc sống của em nó quá là buông thả, và bây giờ thì hệ miễn dịch của em nó suy giảm rồi, em nghi là em bị HIV, em sợ quá, một sự cầu nguyện cho em với. Thì tôi mới khuyên là thôi giờ này nè em đừng có sợ nữa. Cứ em sống ngày này sợ, ngày kia sợ làm chi. Một sư khuyên chân thành em đi khám đi. Nếu HIV thì có cách để duy trì sự sống của mình theo cái kiểu HIV. Còn nếu không á, thì em bình an để sống theo kiểu khác. Và em nghe lời tôi, em đi bệnh viện em thử máu. Và anh em biết sao, lúc về nhắn tin cho mình muốn cháy máy luôn. Một sư em mừng như chết sống lại. Em không phải bị HIV một sư ơi. Đó, đơn giản như vậy thôi đó anh chị, mà đó cũng là mát mẻ cho linh hồn. Tin tốt, tin tốt vì mình chưa bị HIV mà sống buông thả. Anh chị em theo à? Cho nên tôi nghĩ cái giây phút mà mình nghe những cái tin như vậy thì linh hồn của chúng ta tràn ngập hy vọng sống, phải không ạ? Vô số những điều như vậy giữa trong cuộc sống này, nhưng nó có một sự khác biệt giữa tin lành ở gần và tin lành ở xa. Tại sao vậy? Ở đây Kinh Thánh chép là tin lành đến từ nơi xa. Tin lành ở nơi xa nó khác. Nó khác ở chỗ là cái tin đó mình phải chờ đợi, phải nôn nã, phải tìm kiếm, phải khát khao lâu ngày rồi, đúng không ạ? Mình ngủ với nó, thức dậy mong đợi. Nó khác. Và cái tin lành ở xa này thường là một cái tin lành mà liên quan đến sự sống chết của con người, sự tồn vong của một quốc gia, cái
cái sự gọi là thanh bại của một gia đình gia tộc, ví dụ thế, nó khiến cho con người ta cảm thấy là rất là được mát mẻ, được thỏa nguyện khi mà mình nghe một cái tin tốt như vậy. Đó. Giống như ngày xưa tôi đi thi đại học phải không ạ? Lúc mười mấy tuổi, 18 tuổi rồi. Tôi khăn gói vô Sài Gòn này đi thi, xong rồi về là mua cái cuốc cái xẻng chuẩn bị đi làm mướn sống rồi. Chắc mình làm sao mà có cơ hội để đậu đại học được. Và tôi chờ đợi như vậy, chờ đợi. Đúng một ngày, cái ông đưa thư đến, thời đó là cái ông đưa thư, giờ để email được không à? Hồi đó là cái ông đạp xe đến tận nhà, ông thảy cái thư vô cái hòm, nó hay lắm. Xong tôi bóc cái thư ra và tôi đọc, anh đã được trúng tuyển. Anh cho em biết những cái lúc như thế đó, cái con người mình, tôi chưa biết là tương lai nó làm sao, nhưng ngay lúc đó con người tràn đầy hy vọng để sống, anh em chứ, tràn đầy. Và tương tự như vậy anh chị em, có một tin lành ở xa. Đó là tin lành đến từ Jerusalem, rất xa. Và anh em đo sẽ thấy Jerusalem cách Việt Nam tầm cỡ 7.600 cây số. Và tin lành này đã được truyền khắp thế giới 2.000 năm nay. Nhưng mà mãi đến năm 1911 thì tin lành này mới chính thức đến tay người Việt Nam chúng ta. Anh em thấy không ạ? Và tin lành này thực sự nó đang được rao truyền, đang được công bố, đang được nói cho tất cả mọi người trên thế giới này. Và trong đó có người Việt Nam mình biết về những gì Chúa Giêsu đã làm. Và con người mình có cơ hội nào để sống một đời tốt đẹp, đầy hy vọng trong cái thế giới tràn ngập điều ác này. Và anh em thấy lạ không? Tin lành của Chúa Giêsu là một tin lành cực kỳ tốt. Một tin lành cứu sống hàng tỷ người, đem hy vọng chữa lành giải phóng cho hàng tỷ người. Nhưng mà anh em thấy đó, không có được viết trên bất kỳ phương tiện truyền thông chính thống nào. Sách vở cũng không nói, trường học cũng không dạy. Anh em thấy lạ không? Lạ không? Rất lạ. Rất lạ. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ nghiêm túc về điều này, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng có một kẻ cố tình che giấu tin lành này để cho chúng ta không được nghe, để cho nước mát mẻ không đến với những linh hồn khát khao, để cho những cuộc đời tuyệt vọng không còn hy vọng, để cho những người nằm trên giường bệnh kia chỉ muốn đòi uống thuốc chết cho nó khỏe chứ không muốn sống nữa, và nhiều cuộc đời khác nữa anh chị. Có một kẻ đã che khuất điều này. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cách đây 2.000 năm, Ngài đã công bố tin lành này. Và tin lành này được chép ở trong phúc âm của Ngài. Ngài nói như thế này: Thần Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hài hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Luca chương 4 câu 18-19. Đây là nội dung của tin lành. Đây là nội dung của một cái tin tức tốt lành ở nơi xa từ Jerusalem truyền đến cho chúng ta, cho thế hệ chúng ta ngày hôm nay. Anh em thấy không? Cái kẻ nghèo khó, đói nghèo trong tâm linh, tinh thần, trong thể chất, trong vật chất đời này, thực sự họ đang sống trong tin dữ. Mỗi ngày nợ nần đòi họ, mỗi ngày những cái hãm áp đang trấn lột tinh thần của họ. Nghèo tinh thần, nghèo vật chất. Anh chị em tưởng đi, những người như thế mà nghe đến một cái sự giải thoát, nghe đến một cái sự xóa nợ, nghe đến một cái sự là tự do, người đã mừng anh chị em? Quá mừng luôn chứ. Mà cũng có vô số đang bị cầm tù. Cầm tù là một tín dữ. Cầm tù bởi tội lỗi, bởi sai lầm, bởi gian ác, và đôi khi bởi những sự oan sai của cái xã hội này, loài người này nữa. Họ đang sống trong tín dữ. Mà những người đang bị cầm tù này mà nghe rằng anh chị có hy vọng được tự do, mừng anh chị em? Mừng chứ, chắc chắn rồi. Và vô số những người khác, người mù lò, người bị hài hiếp, người bị đủ thứ trong cái mọi cái phương diện của cái thế giới đầy ma quỷ này, nó đang trấn áp, và con người luôn sống trong tin dữ. Đó là thực trạng mà xã hội chúng ta đang sống. Nếu anh chị em đi trên máy bay, đi trên xe buýt, đi trên tàu hỏa, mà anh chị em để ý đến tiếng nói của Chúa trong lòng, anh chị em sẽ đọc được vô số những điều con người ta đang gặp phải. Nhiều khi tôi đi trên những phương tiện truyền thông, phương tiện công cộng, tôi ngồi đó và tôi nghĩ về Chúa. Và Chúa cho tôi biết một số những vấn đề trong con người đang ngồi trước mặt mình. Bên phải mình, bên trái mình.
Có một lần tôi nói chuyện với cái người bên cạnh á, xong rồi tôi nói một hồi, mà cô nói sao mà chú biết được? Sao chú biết được? Đúng rồi, chú không biết nhưng có một đấng biết tất cả, một đấng biết tất cả để nói ra, để cho cháu có hy vọng, để cháu tin những gì chú nói hôm nay, cháu có hy vọng để giải thoát khỏi những vấn đề cháu đang gặp phải. Cho nên cho em, nếu mình nghiêm túc để hỏi Chúa điều đó, thì hầu hết những con người xung quanh chúng ta đều đang sống trong tin dữ, và họ cần tin lành của Chúa Giêsu. Họ cần. Đó là điều cho em. Cho nên nếu một người mà nghe tin lành, họ có thể thoát ra khỏi những đau khổ về tinh thần lẫn vật chất. Họ thoát ra khỏi cuộc sống của mình. Không ạ? Đó là điều mà chúng ta muốn nói. Và tại sao Chúa Giêsu chỉ đi rao giảng những tin lành này cho những người nghèo đói, mù lòa, cầm tù, bị hà hiếp, bị nợ nần, bị tội lỗi gian ác, phủ vây? Tại sao vậy? Tại vì thật vô nghĩa khi nói với người khỏe mạnh rằng anh có cơ hội được chữa lành miễn phí. Ông đó đang khỏe vâm vâm, mặt mày hồng hào, anh có cơ hội được chữa lành, anh ghê nhét mép cười liền, tôi cần chữa lành đâu. Không ạ? Thật là vô nghĩa khi nói với một triệu phú rằng ngày mai anh được phát tiền miễn phí. Không cần. Nhưng nếu như chúng ta nói tin lành này cho những người đang bị bệnh nằm trên giường bệnh, nói tin lành này cho những người đang phải kiếm ăn từng bữa, thì họ vui không anh chị em? Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu rao giảng tin lành cho người khiêm nhường, rao giảng tin lành cho người đang gặp khó khăn, rao giảng tin lành cho những người đang thật sự sống trong tin dữ. Đó cũng là cái bí quyết của đời sống mỗi một anh em mình. Anh em mình hãy rao tin lành cho những người khát khao, cho những người chờ đợi, cho những người cần. Giống như anh chị em mình buổi sáng hôm nay, tôi nói rằng nếu anh chị em không khát khao Chúa, anh chị em không đến đây buổi sáng hôm nay. Vậy anh em cần Ngài. Có người thì cần được chữa lành, có người thì cần được ban phước, có người thì cần được tha thứ, có người thì cần được phục hồi, có người thì cần được ân tứ thánh linh, có người thì cần được ABCD. Và lý do anh em khác, cho nên anh em mới có động lực để đến đây để gặp Chúa, phải không ạ? Và đó là cái lúc mà tin lành phát huy tác dụng. Anh em có thể lấy một cái minh họa trong Mác hoặc Luca chương 8, phải không ạ? Có một người đàn bà bị đau bệnh mất huyết 12 năm, tốn hết tiền của về thầy thuốc không ai chữa lành được. Người nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rời áo Ngài, tức thì huyết cầm lại. Đây là chỗ mà chúng ta thấy tin lành phát huy tác dụng. Vì sao? Bà này bệnh 12 năm, tôi ưu tán hết tài sản rồi. Tôi nghĩ bà này rất là khá giả đấy chứ, không phải là người nghèo, phải không ạ? Khá giả. Nhưng mà căn bệnh của bà không hết, mà tiền của bà thì hết rồi. Bà đang khánh kiệt về tài chánh, và bà cũng đang khánh kiệt về sức khỏe của mình. Và khi bà nghe Chúa Giêsu đấng rao giảng về nước trời và chữa lành bệnh tật cho nhiều người, thì sao ạ? Đây rõ ràng là tin tốt cho bà. Bà chạy đến và bà được chữa lành. Tại ở đây tôi muốn nói hai điều anh chị em ạ. Nó đơn giản nhưng mà mình phải nhắc lại. Điều thứ nhất, tin lành của Chúa Giêsu chỉ có giá trị cho những ai đang cần và sẵn lòng đón nhận. Còn những ai không cần và sẵn lòng đón nhận thì người ta có thể cười, người ta có thể cho mình là nói cái chuyện trên trời, nói cái chuyện nó không có dính dấp gì đến đời sống. Điều vậy thì tin lành này được ưu tiên rao ra cho những ai khiêm nhường, nghèo khó, cùng khốn, đau khổ, bế tắc trong hoàn cảnh của mình. Và kể cả những ai đang yên ổn nhưng thực sự nhận ra sự vô nghĩa của đời tạm này, sự hư không không bền vững của giá trị vật chất đời này, và đang muốn tìm kiếm chân lý của sự sống. Đây là điều thứ nhất tôi muốn nói. Điều thứ hai mà tôi muốn nói là tin lành của Chúa Giêsu trong mọi trường hợp đó, nó không phải là một tôn giáo. Không có cái gì được gọi là đạo tin lành theo cái nghĩa nó là một tôn giáo của con người nghĩ ra, ngang hàng với những tôn giáo khác ở trên thế giới. Không phải vậy. Tin lành chỉ đơn giản là một tin tức, một thông tin tích cực, một thông tin giải thoát, một thông tin để giúp cho con người ta điều chỉnh lại cái sự sống của mình, giúp con người ta nhận thức được rằng mình đang đi trên con đường hiểm họa và bây giờ cần dừng lại để thay đổi. Đó là tin lành, phải không ạ? Thông tin về một lối thoát cho nhân loại đang ngập chìm trong muôn vàn nan đề của mình: nghèo đói, chiến tranh, dịch bệnh, xung đột, chết chóc, và hơn hết là số phận hẩm hiu đã định nơi hồ lửa đời đời. Đó là tin lành. Cho nên ngày nay anh
đâu có, mình đâu có bao giờ nghe đài báo nó nói, ví dụ như mình nghe đài báo nó nói là đã có thuốc chữa được ung thư, ví dụ thế. Một ngày nào đó anh chị em nghe trên đài phương tiện truyền thông nó nói đã có thuốc chữa ung thư, thì em nghĩ đi, cái ai đó bắt đầu lập ra một tôn giáo tên gọi là thuốc chữa ung thư không? Không có đó. Cho nên cái thông tin về cái chuyện thuốc chữa ung thư chỉ là thông tin, là một tin lành cho những người đang bị bệnh ung thư, nằm trên giường bệnh mà vô phương cứu chữa. Bây giờ họ có hy vọng. Chứ không ai nói tôn giáo thuốc chữa ung thư kìa. Như vậy thì phúc âm của Chúa Giêsu rao ra là tin tốt cho những người đang ngập ngụa trong nan đề cuộc sống mình, để họ thoát ra. Và nó không phải là một tôn giáo nào cả. Đơn giản là chúng ta trở về với đấng đã tạo ra mình. Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà con người thì nó không nghĩ đơn giản vậy. Không ạ? Nó lập ra đủ thứ hết, đủ kiểu hết. Và cuối cùng là trong đó thực sự có bàn tay của Satan nữa. Nó làm cho dân chúng lẫn lộn, làm cho dân chúng u mê đi, không có biết thực sự tin lành là gì. Và bây giờ anh chị em thử đi ra đường mà nói tin lành, thì có người sẽ hỏi ngay: ồ, anh theo đạo tin lành à? Anh đi nhà thờ nào? Nó giống như là anh đi chùa nào? Nhiều chùa, chùa nào thiên, nhà thờ nào thiên? À, người ta nghĩ như vậy. Nhưng tôi nói với anh chị em, chúng ta cần điều chỉnh lại. Và trong tin lành nó có những lẽ thật chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta không biết những lẽ thật, tức là không biết những cái điều mà chính Đức Chúa Trời đã muốn rao bảo cho chúng ta, thì tin lành chỉ là cái vỏ thôi, nó không có nội dung. Và rất nhiều con cái Chúa ngày hôm nay sống với cái vỏ tin lành mà không có nội dung. Ồ, anh theo đạo vậy? Tôi cũng theo đạo. Vậy thôi, đi nhà thờ, tôi không đi nhà thờ. Nhưng thật sự hỏi ra, không có biết cái điều mình nhận là gì. Điều mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho mình là gì? Điều mà Đức Chúa Trời muốn mình nhận và có là gì? Mình là ai? Mình trở thành người nào khi mình tiếp nhận phúc âm tin lành tốt này của Chúa? Không biết luôn. Em ơi, đây là một thiếu sót cực kỳ là nghiêm trọng đối với phần lớn con cái của Chúa. Đó. Vì vậy, khi chúng ta rao tin lành ra mà anh chị em đón nhận, tin nhận, tiếp nhận, thì đó là nước mát cho linh hồn mình. Nước ở đây là thần linh sự sống. Khi chúng ta hiểu lẽ thật, thì chính lẽ thật đó mở đường. Lẽ thật đó khiến cho chúng ta nhận tràn đầy thần linh của Chúa và đời sống chúng ta được biến đổi. Anh chị em ạ, ngày hôm nay có một vài quốc gia đã từng đem lời Chúa vào trường học, nhưng mà được thời gian ngắn thôi, rồi họ lại loại bỏ ra. Họ không dạy dỗ nữa, họ không rao bảo nữa. À, rồi mới đây thì anh em đọc trên báo chí, anh em nghe thấy không ạ? Đất nước chúng ta đã quyết định đem Kinh Thánh vào trong nhà tù. Anh em đã đọc tin đó chưa? À, vào nhà tù. Tôi hy vọng là sẽ sớm đem vào trường học để khỏi đem nhà tù. Sớm đem vào trường học để khỏi đem vào nhà tù. Bây giờ tôi ví dụ đơn giản, anh em sinh con ra, anh em không dạy dỗ nó, không uống nắng nó, để nó 18 tuổi nó trở thành đầu trộm đuôi cướp, rồi lúc đó mới giải quyết. Mệt thật, đúng không ạ? Dạy nó từ nhỏ luôn, đem cho trường học luôn, thì nhà tù khỏi đem. Vì có ai trong tù đâu đem. Đó là vấn đề mà chúng ta cần biết. Cho nên tin lành này, tôi nói với anh chị em, là giải pháp duy nhất cho toàn xã hội loài người. Nó là thuốc chữa cho mọi loại bệnh tật và tinh thần và lễ chất cho loài người. Vấn đề là chúng ta không được sự hiểu biết đầy rõ, để chúng ta có những cái nhìn lệch lạc, có những cái sự chối bỏ một cách tùy tiện. Và đó là thảm họa cho mọi quốc gia, cho mọi gia đình, cho mọi con người. Em thấy không? Chúa đã có giải pháp. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị giải pháp. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị thuốc để chữa cho con người, nhưng con người không nhận. Cho nên chị em, tôi nói là một lần nữa, hiểu biết nội dung của phúc âm, hiểu biết lẽ thật của phúc âm rất là quan trọng. Đây là lời chứng nha. Tôi đọc cho anh chị em nghe để khích lệ anh chị em về lời chứng này. Và khích lệ anh chị em đừng chỉ đi nhà thờ. Khích lệ anh chị em đừng chỉ mặc cái tôn giáo tin lành. Khích lệ anh chị em đừng chỉ đi cho có. Tôi khích lệ anh chị em phải hiểu cho tường tận những gì Đức Chúa Trời dành cho mình. Tôi đọc lời chứng này cho anh chị em. Cách đây khoảng 3 tuần, có một người, tôi xin được giấu tên, gửi cho tôi một email như thế này.
Tôi đọc nguyên văn email đó cho anh chị em nghe và để được khích lệ. Kính chào mục sư quý. Cảm tạ Chúa và ơn lành Ngài đã ban cho mục sư qua chức vụ giảng dạy và nhất là quyền năng của Chúa được bày tỏ và lời cầu nguyện chữa lành. Gần đây, bác sĩ cho biết em bị bệnh rối loạn nhịp tim đột biến gen, hội chứng Brugada. Đây là bệnh hiếm gặp, nguyên nhân thường do yếu tố di truyền từ gia đình hoặc có khi tự nó bệnh. Gia đình em thì không ai bị bệnh này. Ngoài ra em còn bị hẹp mạch vành, rối loạn mỡ máu, huyết áp. Chưa biết bao nhiêu tuổi mà sao đủ thứ hết. Căn bệnh rối loạn nhịp tim thì bác sĩ đã tư vấn giải pháp và nói rằng cần đặt máy, không có thuốc điều trị. Thiết bị trợ tim này giá khoảng 200 đến 300 triệu và thời gian sử dụng thì được 10 năm phải thay pin hoặc là thay máy mới. Thật đây là một thông tin khiến em khá nặng nề và lo lắng. Em luôn cầu nguyện, Chúa ơi, con không muốn lệ thuộc vào thiết bị do con người tạo ra, mà chỉ muốn lệ thuộc Chúa, khao khát Chúa chữa lành. Và vì giải pháp con người khoa học chỉ là tương đối, chỉ có Chúa mới chữa lành tuyệt đối. Qua những video mục sư cầu nguyện chữa lành cho nhiều ông bà anh chị em trong Chúa, em rất được khích lệ vô cùng. Thật cảm ơn Chúa, quyền năng và phép lạ của Ngài. Em ước ao được Chúa chạm, em ước ao được thân thể bệnh tật này trở thành đầy sức sống của Chúa. Và khi mục sư cầu nguyện, xin nhớ đến tên của em mà cầu thay dùm. Đó, đây là email gửi 3 tuần trước. Thì khi tôi đọc email này, tôi cũng đã gửi thông tin cho em ấy là tối thứ tư có buổi giảng về lời Chúa và cầu nguyện qua mạng. Rồi chủ nhật có buổi như thế này, mời em hãy đến. Rồi tôi khích lại em rằng tin Chúa, tin quyết vào những điều Chúa Giê-xu đã làm. Thật ra Chúa Giê-xu đã làm tất cả cho em rồi. Bệnh tim mạch, bệnh huyết áp, bệnh mỡ máu của em, Chúa cũng đã gánh lấy trên thập tự giá rồi. Vấn đề là em hãy mở lòng đón nhận nó bởi đức tin. Không phải bây giờ mình còn lạy lục văn xin Chúa làm nữa, Chúa làm 2000 năm trước rồi. Đó là tin lành, phải không anh chị em? Đó là tin tức tốt. Khi chúng ta bị bệnh mà Chúa Giê-xu nói, con ơi, bệnh của con ta lấy 2000 năm trước rồi. Tin đó tốt anh chị em? Không chứ, tin đó là tuyệt vời chứ. Tin đó là cái tin mà phải nói là cực kỳ mát mẻ cho linh hồn chứ anh chị em. Chứ còn nếu mình bị bệnh mà Chúa nói thôi được rồi con, từ từ để ta đi tìm giải pháp cho con đã, cái đó hơi căng à. Không, từ từ lúc tìm xong giải pháp chết nghẽo mất rồi còn gì đâu mà tìm. Nhưng mà không, Chúa không nói là Ngài sẽ từ từ đi tìm giải pháp. Chúa nói rằng ta đã gánh bệnh của con 2000 năm trước rồi. Đó là tin lành. Đó mới là tin lành. Đó mới là tin làm cho mát mẻ linh hồn. Tôi khích lại em ấy. Tôi mời em ấy đến hội thánh. Rồi tôi mời em ấy tham gia vào buổi thứ tư. Và anh chị em xem nha. 3 tuần sau. Hả? Em ấy gửi cho tôi một cái email khác. Đây phải là tin lành à. Và em gửi như thế này: chào mục sư trong tình yêu của cứu Chúa Giê-xu Christ. Cảm ơn Chúa đã cho em được biết đến kênh YouTube của Hội Thánh Nhà Muôn Dân và kênh Facebook Giảng Lời Chúa. Từ đó đến nay, ngày nào em cũng nghe bài giảng của mục sư. Và cùng hiệp lòng cầu nguyện, lặp lại lời cầu nguyện giải cứu chữa lành, tuyên bố sự chữa lành trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Vì điều kiện của em nên em không thể trực tiếp đến để mục sư cầu nguyện. Nhưng qua lời cầu nguyện trên video, em đã được khích lệ vô cùng. Em cảm nhận được sự sống và năng lực của Chúa truyền vào cơ thể của em. Đời sống em mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn với những ác linh, ối linh, tà linh. Cơ thể em có sự chuyển biến rõ rệt, căn bệnh tim mạch của em đã được phục hồi rất nhiều. Đó. Đấy không phải là tin lành là gì em chứ? Tôi có gặp em ấy đâu, tôi có đặt tay cho em ấy đâu, tôi có cầu nguyện trực tiếp cho em ấy đâu. Nhưng lời của Chúa, tin lành của Chúa đã chữa lành cho em ấy. Amen. Đây là chỗ mà cả dân chúng 7 tỷ người cần phải được nghe. Lời của Đức Chúa Trời hôm nay đã sẵn hết rồi. Thuốc đã được bày trên bàn rồi, chỉ có lấy và uống thôi. Cảm ơn chứ. Thức ăn đã được dọn sẵn rồi, ngồi vô và thưởng thức thôi. Nhưng mà không phải con cái Chúa nào cũng biết được điều này. Không phải. Đó là điều mà lòng tôi trăn trở vô cùng. Tôi nói với Chúa: Chúa ơi, có cách nào đó mà từ những góc khúc xa xôi của đất nước mình, ở những hang cùng ngõ hẻm nào đó, thì phúc âm lẽ thật của Chúa phải được giảng vào chỗ đó. Chúa cao, 98 triệu người Việt Nam từ nhỏ đến bé, từ bé đến lớn đều phải được nghe một điều duy nhất rằng Chúa Giê-xu đã giải quyết mọi vấn đề cho họ rồi. Chỉ cần vậy thôi, họ tin như thế thôi, họ cầu nguyện theo, họ cảm tạ Chúa, họ tôn vinh Chúa thôi, thì nan đề không cánh mà bay hết. Đấy. Thế thì tôi thấy qua email này,
tôi nghĩ rằng trước tiên em ấy tiết kiệm được 300 triệu. Đó là cái điều hiển nhiên đấy chứ. Bây giờ đặt vô trong người 200-300 triệu nhưng mà chắc gì nó hoạt động tốt đâu. Tôi thấy những người đặt vô rồi nhảy thành thịt thịt, có lúc pin nó yếu, pin nó mạnh, thôi thôi mệt mỏi rồi, đang nằm ngủ mà pin nó tăng lên cái là phải đứng dậy uống thuốc giảm rồi, phải không ạ? Nhiều vấn đề. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đã đưa giải pháp của Ngài là hoàn hảo nhất, phục hồi hoàn toàn. Anh em theo, đây là chỗ mà tôi nghĩ rằng rất tuyệt vời. Cho nên tôi muốn các anh chị em mình và những anh chị em trên Facebook này hãy trân trọng quyển Kinh Thánh. Hãy trân trọng quyển Kinh Thánh trên tay của anh chị em, vì đó là nội dung của Tin Lành. Đó là những gì Đức Chúa Trời muốn truyền đạt. Đó là những gì mà anh chị em cần biết. Lẽ thật trong Kinh Thánh có thể cứu giúp anh chị em mọi vấn đề của cuộc sống. Lời Chúa là sự sống cho toàn thân. Lời Chúa là giải pháp, là quyền năng để cứu giúp. Lời của Chúa ban sự khôn ngoan để tránh sai lầm và vấp ngã. Lời của Chúa có sức mạnh để thánh hóa người nghe và làm theo. Hãy đọc Kinh Thánh của anh chị em một cách đều đặn, chậm rãi, lặp đi lặp lại, hết sức tập trung để rút tỉa cho mình những lẽ thật căn bản liên quan đến những khía cạnh của cuộc sống. Anh chị em ơi, cơ đốc nhân yếu nhất là cơ đốc nhân không bao giờ đọc Kinh Thánh. Yếu nhất. Tôi không biết anh chị em nhảy múa thờ phượng hay đến cỡ nào. Tôi không cần biết anh chị em cầu nguyện kiêng ăn bao nhiêu ngày. Mà nếu Kinh Thánh chưa dở ra thì anh chị em chỉ là trò chơi trong tay của Satan thôi. Vì năng có biết đâu, nó lừa anh chị em khắp mọi nơi hết. Chúa làm rồi nó nói chưa được. Chúa làm rồi nó nói chưa có. Anh em nói đúng rồi, chưa có. Chẳng nói vì có biết đâu. Cho nên anh chị em à, hãy trân trọng quyển Kinh Thánh. Anh cha em có biết không, quyển Kinh Thánh mà anh chị em cầm trên tay hôm nay, nó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và nó phải trải qua những thử thách cực kỳ lớn để tồn tại đến ngày hôm nay cho chúng ta. Cho nên khi tôi đọc lại lịch sử của Hội Thánh, lịch sử Kinh Thánh, tôi cầm quyển Kinh Thánh lên mà có những lúc tôi run rẩy bởi vì quyền phép của Chúa đã giữ quyển Kinh Thánh đến hôm nay. Dịch ra nhiều thứ tiếng nhất, ở nhiều dạng nhất, từ là nghe, đọc, điện tử, văn giấy, rồi lưu giữ khắp mọi nơi. Anh em biết không, quyển Kinh Thánh anh em cầm trên tay nó phải vượt qua ít nhất 4 thử thách lớn để tồn tại đến ngày hôm nay. Nó không có quân đội để bảo vệ, nó cũng không có ai để ủng hộ nó, nó cũng không có một cái cơ chế nào để bảo vệ quyển sách này. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay nó là quyển sách phổ biến nhất thế giới. Tôi muốn nói ngắn gọn để cho anh em có một số kiến thức này để tôn vinh Chúa thôi. 4 chặng. Thử thách thứ nhất là năm 587 trước Công nguyên. Đúng không ạ? Vua Babylon đến Jerusalem vì có sự loạn nghịch của dân Israel. Thì vua Babylon làm gì ạ? Sang phẳng hết tất cả, đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Đó là chặng thứ nhất. Hồi đó thì Kinh Thánh chỉ có 5 quyển sách luật pháp Môi-se thôi, không có quyển gì khác, một ít sử ký rồi các thứ linh tinh thôi. Nhưng mà vua Babylon đốt sạch, phá sạch, không còn một cái gì cả. Và người ta nghĩ rằng thôi xong rồi, dân Israel mà mất Kinh Thánh, ngũ kinh, thì coi cũng như dân nó mất gốc rồi. Mất gốc mà. Người ta hay nói là nếu xóa được văn hóa của một dân tộc thì sao nhé? Xóa được dân tộc đó. Cho nên vua Babylon nhất định là phải phá hủy sạch đền thờ, tất cả mọi thứ nó làm sạch bách hết. Nhưng mà kỳ lạ thay nha, năm 538 trước Công nguyên, vua Siru Đại Đế cho phép hồi hương xây dựng đền thờ. Thì anh em thấy Ezra phải không ạ? Lục đâu không biết, tìm đâu không biết, lại có 5 quyển sách luật pháp Môi-se. Nó lại được phục dựng, nó lại được chép lại, nó được đọc cho dân chúng nghe cả ngày, nó lại được thu hồi, nó lại được gom góp tất cả mọi thứ. Và Đức Chúa Trời thúc giục sưu tập kinh điển Cựu Ước lúc bây giờ lại thành một bộ Cựu Ước. Đó là chặng thứ nhất nó phải vượt qua. Anh em biết chặng thứ hai là chặng gì không? Năm 300 sau Công nguyên, dân Do Thái quyết định đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Dân Do Thái tuyên bố rằng nguyện huyết của người này đổ trên tôi và dòng dõi của tôi. Đúng chưa? Đóng đinh con Đức Chúa Trời và nói lời thề như thế. Và anh em biết rồi đó, năm 70 sau Công nguyên, La Mã đến, và như lời Chúa Giêsu nói, thành Jerusalem không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào, sang phẳng luôn. Tất cả kinh Cựu Ước mất sạch. Lúc đó là kinh Tân Ước đã có đâu. Đó. Cái biến cố này khiến cho thành Jerusalem bị san bằng, mọi kho tàng bị đốt cháy, dân Do Thái bị tàn sát,
số còn lại tan lạc khắp thế giới, và ai cũng nghĩ rằng kinh cựu ước đã không còn nữa, trong khi kinh tân ước thì chưa có. Và điều kỳ diệu thay nha, 20 năm sau, tại một hội nghị ở xứ Palestine, một lần nữa kinh cựu ước lại tái xuất hiện, hoàn chỉnh với 39 sách như hiện nay. Anh em thấy lạ, tôi nghĩ đây là quyền phép. Anh em đọc lịch sử sẽ thấy quyền phép. Người ta đốt nó, người ta hủy diệt nó, người ta tàn sát nó, người ta phá hủy nó, nhưng mà tự nhiên nó xuất hiện ở đâu ấy? Ai đó đã lưu giữ, ai đó đã quý giá nó. Hồi đó anh chị em biết làm gì ở máy in, viết tay, viết tay vẫn giữ lại được. Rồi, chưa hết đâu anh chị em. Thử thách thứ ba, sau năm 100, đạo của Chúa lan tràn khắp mọi nơi, và đế quốc La Mã lúc bấy giờ bắt bớ hội thánh kịch liệt, bỏ tù, chém, cho sư tử xé xác, không ạ? Nói chung diệt sạch, và có một vị, những vị hoàng đế La Mã đó, không ạ? Tiêu hủy tất cả những bản chép tay của kinh thánh lúc bấy giờ, thư của sứ đồ Phao-lô, thư của các sứ đồ Phi-rơ, thư sứ đồ Giăng, 39 quyển cựu ước, các hoàng đế La Mã là đốt sạch, đốt sạch, đó. Và những hoàng đế như là hoàng đế Diocletian đã cố gắng thu gom toàn bộ kinh thánh, và ông này không đốt. Anh thấy chưa? Và họ tuyên bố, các đế quốc La Mã, các vua La Mã tuyên bố rằng kinh thánh của Kitô giáo, tức là đạo Thiên Chúa đó, đã bị đốt, thì chắc chắn Chúa Giêsu cũng chết theo luôn. Tuyên bố thế. Và lạ ha, anh em thấy á, kỳ diệu thầy, năm 311, đạo của Chúa đã chinh phục hoàn toàn đế quốc La Mã. Đạo của Chúa đã được thiết lập trở thành quốc giáo của đế quốc La Mã. Và những ông vua La Mã tuyên bố rằng đạo của Chúa sẽ bị hủy diệt, còn đế quốc thì tồn tại đời đời. Thì ngày hôm nay nó ngược lại, đế quốc La Mã chết đâu mất tiêu rồi, nhưng mà đạo Chúa thì còn lại. Đó là trận thứ ba. Anh em thấy ba trận này, kinh thánh đã nằm dưới sự hủy diệt một cách tàn độc. Ai là tác giả? Dĩ nhiên con người chỉ là công cụ thôi, còn tác giả là Satan. Quyền lực của ma quỷ đời này, nó muốn cho con người không thể tiếp cận với kinh thánh. Cho nên nếu ngày hôm nay anh chị em có quyển kinh thánh trong tay mà vẫn để ở đầu giường trên kệ sách bám bụi, thầy hãy nhớ rằng Satan đã làm điều đó. Satan đã muốn che khuất kinh thánh khỏi anh chị em. Satan muốn anh chị em bận rộn đời này nhưng đừng đọc lời Chúa. Satan muốn anh chị em thành công, có nhiều tiền bạc đời này, nhưng mà nghèo thiếu nơi Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ mắc bẫy Satan. Nếu ngày hôm nay nó không thành công để hủy diệt kinh thánh trong những thử thách này, thì nó đến tiếp cận từng mỗi con cái Chúa, tiếp cận từng hội thánh, và nó cũng không cần đốt quyển kinh thánh của anh chị em, nó cũng chả cần đốt cái iPad của anh chị em, nó cũng không cần dán lửa xuống để xóa sạch những file anh chị em lưu trữ. Nó chỉ cần làm một điều rằng mày đừng ở lật kinh thánh ra, là nó đã thành công. Anh em thấy chưa? Cho nên tôi nói anh chị em đừng mắc mưu nó nhé. Hãy yêu quyển kinh thánh của mình và đọc nó mỗi ngày, chậm rãi, đều đặn, tập trung rút tỉa những điều Chúa hứa dành cho đời sống của mình. Những vấn đề mà bất khả giải quyết, không thể nào giải quyết, thì dường như chỉ một tích tắc của lời Đức Chúa Trời thôi nó tan biến, vì lời Chúa có quyền năng. Và anh em chưa hết đâu, tôi phải nói hết trận thứ tư cuối cùng. Trận này mới là thử thách, này mới là thử thách gọi là cá biệt. Sau năm 311, đạo Chúa lan tràn, trở thành quốc giáo, trở thành phổ biến, trở thành ai cũng chấp nhận, và Satan không thể nào dùng gươm dao lửa để đốt nữa rồi, thì nó chuyển kế hoạch. Nó xúi dục mấy cái ông chóp bu ở trên đó. Lúc đó thì Thiên Chúa giáo, phải không ạ? Xúi dục mấy ông chóp bu ở trên nghĩ rằng kinh thánh là thánh, cho nên dân thường không được phép đọc. Chỉ mấy ông có chức sắc, mặc áo đỏ, áo vàng, áo tím đọc thôi. Và nó đã giam 1000 năm, giam kinh thánh trong những tu viện tối tăm, không phép in ra, không được phép sở hữu, không được phép để ở nhà. Bất cứ giáo dân nào mà đem kinh thánh để ở nhà đọc kinh thánh thì cho là dị giáo và phải bị tử hình. Khủng hoảng chưa? 1000 năm, đúng 1000 năm, dân chúng không biết tin lành là gì, dân chúng không biết điều Đức Chúa Trời dành cho mình là gì. Và Satan, tôi nghĩ rằng 1000 năm đó nó cực kỳ là vui mừng,
chắc nó đi du lịch suốt, đúng không ạ? Biết ai làm gì nó đâu, ai biết lẽ thật đâu làm gì nó. 1000 năm nó đi du lịch, ăn chơi nhảy múa, mở tiệc mở tùng. Nhưng cảm ơn Chúa, sau 1000 năm đó, anh chị em biết điều gì không ạ? Martin Luther đã được Chúa dấy lên. Và Martin Luther đã làm một cuộc cải chánh vào thế kỷ thứ 15. Và kể từ ngày đó, Kinh Thánh được dịch ra tất cả mọi loại thứ tiếng. Mọi con người từ đơn giản nhất, ít học nhất, thấp hèn nhất trong xã hội cũng có thể sở hữu được Kinh Thánh đó mấy. Wow, anh chị em thấy đó là ân điển không? Cho nên mỗi lần tôi cầm quyển Kinh Thánh trên tay, tôi nói Chúa ơi, đúng thật sự, Ngài quá yêu thương thế giới này. Nên Ngài đã chuẩn bị cho họ một liều thuốc để giải quyết mọi vấn đề. Anh chị em ơi, tôi nói những điều đấy để cho chúng ta trân trọng quyển Kinh Thánh mà mình có trong tay. Và bây giờ để kết thúc, tôi nói anh chị em trong Dân chương 8 câu 32, lời Chúa Giê-xu nói thế này: nếu các ngươi hằng ở trong lời ta thì thật là môn đồ ta. Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Bản dịch 2011 ghi là, anh em chú ý đọc nha, bản dịch 2011 ghi thế này: các ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do. Amen. Anh chị em amen rất yếu không ạ? Đúng là chúng ta được tự do khi chúng ta biết lẽ thật. Nhưng điều tôi muốn truyền đạt cho hội chúng cũng như tất cả anh chị em trên mạng hôm nay, có bao giờ chúng ta nghĩ là về hai chữ tự do này chưa? Chúng ta nghĩ thấu đáo chưa? Tự do khỏi cái gì? Đây là lời Chúa nói, nhưng mà chúng ta cần suy ngẫm. Anh đến đi, biết lẽ thật đi, anh sẽ được tự do. Ô, cảm ơn Chúa con được tự do. Hỏi anh tự do khỏi gì vậy? Không biết. Phần lớn là như thế, thì chỉ biết tự do thôi. Phải không ạ? Đấy là chỗ chúng ta cần biết. Tự do khỏi cái gì mới là nội dung của tin lành. Còn biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải thoát các con và các con sẽ được tự do, là cái vỏ của tin lành. Anh hiểu không ạ? Anh em cần cái vỏ hay cần nội dung? Cần nội dung. Đôi khi chúng ta chỉ thích cái vỏ thôi. Chúng ta biết nhiều câu Kinh Thánh, ô, chúng ta biết nhiều những cái vấn đề mà Chúa muốn nói, nhưng mà thật sự chúng ta cần suy ngẫm để biết nội dung. Và hôm nay đó, tôi cậy ơn Chúa để nói cho chúng ta biết tự do khỏi cái gì. Người đời cũng hay nói phải không anh chị em ha? Người đời cũng rất là công nhận giá trị của sự tự do. Họ nói là không có gì quý hơn độc lập tự do mà, đúng không ạ? Vậy khi nghe và sống với tin lành của Đấng Christ, chúng ta được tự do. Nhưng câu hỏi hôm nay muốn giải quyết là tự do khỏi cái gì? Đây là chỗ tôi muốn anh chị em ghi nhớ. Vì khi mình ghi nhớ mình được tự do khỏi cái gì rồi á, thì ma quỷ nó không lừa chúng ta được. Khi nó đến nó nói mày vẫn còn ở tù chỗ này, thì mình nói ngay không, ta tự do rồi. Mình phải biết lời Chúa để nói với nó, mình phải biết lời Chúa hứa và tài sản của mình để nói với nó. Tôi gọi những sự này là tài sản thuộc linh chúng ta có trong Đấng Christ. Nếu cha mẹ anh chị em để cho anh em một bản di chúc: con ơi, khi ba mất đi, ba để cho con 100 lượng vàng. Vàng giờ cũng năm mấy rồi, quý lắm. Không à, 100 lượng. Nhưng mà anh chị em nếu không hỏi tiếp, thế ba cất ở đâu? Em mừng quá, chỉ biết mình có 100 lượng vàng mà không biết nó ở đâu, thì anh em có tiêu được không? Cuối cùng ông tắt hơi, ông đi nhanh quá. Ông trông ở góc chuối mà không biết ông trông ở góc chuối nào, là căng cuộc đời mình rồi, có đúng không ạ? Cho nên có những lúc chúng ta cần phải biết rõ địa chỉ, biết rõ tài sản của mình là gì, ở đâu, và chúng ta có thể sử dụng nó như thế nào. Nói chung chung đâu có được, em ha. Cho nên hôm nay tôi liệt kê một số thứ mà anh chị em hãy chú ý lắng nghe. Anh em tự do khỏi gì? Điều đầu tiên đó, Roma chương 8 câu 1 chép: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu tôi và bạn chị em đã tin Chúa, ở trong Chúa, được tái sinh trong Chúa, thì sự định tội, cảm giác tội lỗi, tất cả những thứ đó đã không còn. Satan không thể đến trước mặt anh em để nói như nói với ông Gióp được. Satan không thể nói với anh chị em rằng là à, mày phạm tội cho nên hôm nay mày tiêu đời rồi. Không, đúng là ta phạm tội, nhưng Chúa đã tha cho ta rồi. Hiện nay ta tự do.
Hiện nay ta không phải trả giá gì cả, mày đi chỗ khác mà chơi. Anh chị em biết không, có những người không biết điều này, đã sống với những cảm giác định tội. Cảm giác định tội này đã khiến cho cuộc đời của họ dẫn họ phải đi nhảy cầu, phải tự sát, phải kết liễu cuộc đời mình, khiến họ mất đi những sự vui thỏa, bình an trong tâm hồn. Họ phải sống với những cái cảm giác tội lỗi mà đã từng làm. Trong khi Chúa Giêsu nói rằng khi ngươi tin ta, ta tha tất cả cho ngươi rồi, ta quên rồi, đừng nhắc lại nữa. Anh em thấy không ạ? Cho nên tôi muốn khích lệ tất cả anh chị em, những ai ở trong Chúa, tội lỗi là dĩ vãng rồi, tất cả là dĩ vãng. Điều thứ hai, Roma chương 10 câu 11 chép, và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Anh em có thể sống cuộc đời thấy mình thấp hèn, thấy mình tuyệt vọng, thấy mình yếu ớt, thấy mình lúc nào cũng xấu hổ, thấp kém, đủ kiểu hết. Ô, mình xuất thân từ một gia đình bần có nông, cho nên không bao giờ dám giới thiệu bạn bè, ví dụ thế. Anh chị em à, trong Đấng Christ, tôi và bạn chị em là hoàng tử và công chúa của Đức Chúa Trời. Mọi xấu hổ, mọi quá khứ của chúng ta đã bị kết liễu rồi. Chúng ta hãy ngẩng đầu cao mình, cao đầu mình lên, ưỡn ngực ra và đi giữa thế giới này và nói tôi là con của Đức Chúa Trời. Không quan trọng anh chị em dán trên mình bằng cấp gì, không quan trọng. Người đời khoe mẽ về tiền bạc, về bằng cấp, về trí thức. Người đời đạp người nọ xuống, đạp để đi trên đầu người khác. Nhưng tôi nói với anh chị em rằng, anh chị em đang ở trên mây không ai đạp được. Ở trên mây cao mà, ai đạp được. Chúng ta đang bay cơ mà. Chúng ta đang bay trong thánh linh của Đức Chúa Trời cơ mà. Cho nên nhất định chúng ta sẽ không có bị một cái cảm giác xấu hổ, hổ thẹn, thấp kém nào trong cuộc đời của mình. Chúng ta không khoe về chính mình, nhưng chúng ta khoe về địa vị cao trọng mà Đấng Christ đã ban cho mình. Amen chứ. Đó là chỗ khiến cho anh em có thể sống đắc thắng. Nhiều con cái Chúa tự ti lắm. Tự ti vì ám ảnh bởi quá khứ của mình, ám ảnh bởi văn hóa của mình, ám ảnh bởi dân tộc xuất thân của mình, ám ảnh bởi màu da của mình nữa, ám ảnh bởi cái sự không đẹp trai đẹp gái của mình nữa chứ. Không ạ, ám ảnh nhiều thứ. Tôi nói với anh em rằng trong Chúa Giêsu mọi sự cũ đã qua, nay mọi sự đều trở nên mới. Anh em làm đó là tự do. Tự do. Tê-sa-lô-ni-ca 5 chương 9 đến chương 5 câu 9 đến câu 10 chép, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Tin này không vui hay sao? Cả thế giới hiện nay đang sống dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Tai họa, chiến tranh, dịch bệnh đủ thứ, bất kể lúc nào cũng thể ập xuống trên đời sống của họ. Họ ngủ mà không biết mai mình có thức dậy được hay không. Đúng không? Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời định cho thế giới này, toàn bộ loài người, vì họ đã chống nghịch lại Ngài, họ đã sống chối bỏ Ngài. Anh em hãy tin đi, tin lời Chúa đi, vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta bị con thành nội đó. Tôi vọng anh em là một nhân loại mới. Chúng ta đã được đem ra khỏi cái cộng đồng mà Đức Chúa Trời giáng lửa rồi, đem ra khỏi rồi. Giống như bây giờ trong tòa nhà này, đúng không ạ? Tôi ví dụ thôi nha. Đức Chúa Trời nói ta chuẩn bị giáng lửa diêm sinh xuống tòa nhà này. Bây giờ ai nghe ta, đi ra khỏi tòa nhà đi. Sau khi đi ra khỏi rồi, ta sẽ giáng lửa xuống. Anh em nhớ câu chuyện của Lót không? Sodom Gomorrah không? Giống y vậy. Chúng ta đã ra khỏi đó rồi. Chúng ta đi ra khỏi cái lĩnh vực, cái cộng đồng, cái nơi mà Đức Chúa Trời định giáng cơn thành nộ rồi. Chúng ta không định cho bị đón phạt nữa rồi. Chúng ta không định cho sống trong tai họa nữa rồi. Chúng ta không bị định cho sống trong bệnh tật đau yếu nữa rồi. Chúng ta không bị định cho sống trong nghèo đói giới hạn nữa rồi. Đó chẳng phải là tự do sao anh chị? Đó là tự do. Hãy nhớ điều đó anh chị em ha. Chúng ta đi tiếp. Timothê 2 chương 1 câu 10 chép, ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự cứu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Đây là tự do. Tự do khỏi gì?
khỏi sợ chết. Ngài hủy phá sự chết rồi. Ngày xưa khi anh chị em sống chưa có Chúa đó, tôi nói không một ai thoát khỏi tà linh sợ hãi trên thế giới này. Anh em đi đâu cũng sợ hết, làm gì cũng sợ. Đi ra đường thì sợ tai nạn chết, đi du lịch thì sợ máy bay rơi, đi tàu hỏa thì sợ nó bị bể bánh, bị chập đường ray. Đi xe ô tô thì sợ nó lọt xuống đèo. Nói chung á, tà linh sợ hãi sự chết đó là tà linh chủ lực của thế giới này. Và hiện nay nó đã khiến cho vô số những con người đã giảm chất lượng sự sống của mình đến mức tồi tệ, vì luôn sống trong sợ hãi, lo lắng, bất an. Người có tiền thì sợ mất tiền, người không có tiền thì sợ chết đói, người không có gia đình, chưa lập gia đình thì sợ mình ế, mà người lập gia đình rồi thì sợ mai mốt ly dị chia tay. Nói chung cái kiểu gì cũng sợ, anh em có thấy không? Cái gì cũng sợ, sợ đủ kiểu hết. Đó là linh sự chết, sự tan rã, sự phá hủy. Nhưng tôi nói cho em nè, Kinh Thánh chép rằng Ngài đã hủy phá sự chết rồi, để chúng ta hoàn toàn bình an đồng đi với Ngài. Anh em đi đừng sợ nữa. Bởi vì sao? Thiên sứ Chúa đi cùng, Thánh Linh của Chúa ngự trên anh em, quyền năng của Đức Chúa Trời nâng đỡ bước chân của anh em, thì cái gì có thể đụng đến thân xác linh hồn tâm linh anh em được? Khi anh em yêu mến Chúa, phục vụ Chúa, thì Ngài nói rằng con cái hậu tự của anh em sẽ mạnh mẽ như những chồi olive, vợ anh em sẽ thạnh mậu như những chùm nho ngồi quanh bàn. Thế điều gì có thể hủy phá gia đình anh em mà sợ nữa? Chúng ta hoàn toàn tự do khỏi sợ hãi. Đó là tự do. Cái này mà nói cả ngày cũng chưa hết anh chị ơi. Roma đoạn 6 câu 14 chép: vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới quyền luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển. Cái này là tự do khỏi gì đây? Tự do khỏi làm nô lệ cho tội lỗi. Anh em chưa biết đâu, mình thì được thoát rồi, nhưng người ở thế gian này đó có những tâm sự phải nói là cực kỳ đắng lòng. Mục sư ơi, con muốn thoát ra khỏi phim khiêu dâm mà không thoát được. Con muốn thoát ra nhưng mà đêm nào con phải bật coi thì con mới ngủ được. Mục sư ơi, con muốn thoát ra khỏi ma túy mà không thoát được. Con muốn thoát ra khỏi nóng giận mà không thoát được. Con muốn thoát ra khỏi điều này điều kia mà không thoát được. Cái đó Kinh Thánh gọi là gì anh chứ? Nô lệ cho tội lỗi. Đâu có phải rằng là người nào phạm tội cũng yêu thích tội lỗi đâu anh chứ? Nghĩ vậy là phiến diện. Không phải đâu. Có vô số người rất ghét tội lỗi mà vẫn cứ phạm tội. Tội lỗi đó là nô lệ. Nô lệ là tình trạng mà nó bắt mình phải làm mà mình không muốn làm. Thế đúng không ạ? Đó là nô lệ. Nhưng hôm nay Kinh Thánh khẳng định rằng, anh em hãy nhớ lẽ thật này và nói vào mặt Satan rằng tội lỗi không cai trị trên ta. Ta được tự do để sống công bình cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết lẽ thật này, con quỷ cám dỗ ra nó phải lìa khỏi anh em. Còn bởi vì chúng ta không biết, cho nên khi nó đến nó cám dỗ, nó nói thôi chắc chắn rồi, bây giờ lại phải đi làm theo ý nó rồi. Đây là chỗ kinh khủng lắm anh chị em à. Galati chương 3 câu 13 chép: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay kẻ bị treo trên cây gỗ. Wow. Tôi nói câu Kinh Thánh này là món đặc sản của Phúc Âm. Tại sao tôi gọi nó là đặc sản? Nó đặc sản bởi vì nếu như những vấn đề liên quan trực tiếp với chúng ta đó thì chúng ta có thể giải quyết được. Nhưng có những vấn đề nó không liên quan trực tiếp với chúng ta mà chúng ta vẫn gánh hậu quả. Ông bà cha mẹ tổ tiên mình có biết đó. Nhưng quyền lực rủa sả nó cứ đen. Và cuộc đời mình không hiểu vì sao suốt đời cứ đen. Người đời hay nói đen. Không hiểu vì sao mình vẫn siêng năng nhưng tại sao vẫn cứ nghèo đói. Mình có bằng cấp nhưng mà tại sao kiếm việc mãi không được. Mình phải nói là hòa nhã lịch thiệp với tất cả mọi người nhưng mà chơi với ai ai cũng ghét hết. Tại sao vậy? Cái gì khiến ra vậy? Cái này Kinh Thánh gọi là gì? Quyền lực của sự rủa sả. Tự nó ám lên con người mình. Mình không có quyền để từ chối. Nhưng anh chị em hãy nhận lấy món đặc sản này của Chúa hôm nay. Chúa Giê-xu đã bị treo trên cây gỗ hầu cho mọi điều rủa sả từ nghìn nghìn kiếp kiếp của chúng ta đã bị quăng đi rồi.
chúng ta tự do hoàn toàn, chúng ta nhân loại mới. Chúng ta bây giờ không còn xuất thân từ ông bà cha mẹ của mình, mà chúng ta bây giờ được sinh ra bởi Thánh Linh của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời là cha của mình. Chúng ta mất gốc Adam rồi, thế thì rủa xả ở đâu? Tại sao nó vẫn còn quyền trên mình? Nó còn quyền trên mình bởi vì mình thiếu sự hiểu biết. Amen chị em ha. Còn nhiều thứ quá. Chúng ta trong Colossae chương 1 câu 13, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước con rất yêu dấu của Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ở đây tôi gọi là tự do khỏi sự thống trị của Satan. Satan đang thống trị toàn bộ những người trên thế giới này, ngoại trừ chúng ta. Được không ạ? Ngoại trừ chúng ta. Khi nó đến nó bảo là ta thống trị mày, mày là nô lệ của ta, thì hãy đọc câu kinh thánh này vào mặt nó: mày đi chỗ khác, chủ của ta bây giờ là Chúa Giêsu, mày chỉ là đứa ở dưới chân. À, khi chúng ta biết lẽ thật này, Satan sợ lắm. Tôi nói với anh chị em rằng, đừng chống cự Satan bằng nước mắt, hãy chống cự Satan bằng lời của Đức Chúa Trời. Nhiều con cái Chúa tôi thấy rất là thương tâm, bởi vì họ chống Satan bằng nước mắt, khóc lóc: Chúa ơi, Chúa hỡi, con khổ quá, đau quá. Satan đứng xung quanh nó cười, nó đúng là khổ tí tí. Thế. Nhưng tôi nói lại lần nữa là đừng chống Satan bằng nước mắt, hãy chống Satan bằng lời của Đức Chúa Trời. Hãy đầu tư cho lời Chúa, hãy nói vào mặt nó những gì mà lời của Chúa chép. Anh liền anh chị em tức thì, vì nó biết nó không còn một chút gì ở trên em hết. Cho nên nói như một ông giáo sư ông nói đó, ngày hôm nay Satan nó không còn thể làm gì trên con cái Chúa được nữa hết đó. Và chỉ khi nào con cái Chúa mở cửa cho nó là nó mới được làm. Và mình mở cửa cho nó vì sự thiếu hiểu biết, mình không chịu đọc lời của Ngài. Anh chị em thấy không ạ? Rồi, còn một vài cái nữa. Hebrew chương 10 câu 19: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới mà sống, và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Câu này là gì anh chị em? Chúng ta hôm nay là dân ngoại, nhưng chúng ta lại được tự do vào nơi chí thánh. Anh em thấy đó là ân điển không? Nếu không có Chúa Giêsu, làm sao tôi vốn bàn cho em có cơ hội để được quỳ gối cầu nguyện với Đức Chúa Trời của Israel được? Không có. Tôi la ra hết, tôi dập đầu mẻ trắng thì Chúa cũng nói không. Nghe. Nhưng lời Chúa chép, bởi nhờ con đường mới và sống Ngài đã mở ngang qua cái màn là xác Ngài, xác Chúa Giêsu, mà tôi và bạn cho em ngày hôm nay được đến trực tiếp với Đức Chúa Cha. Khi nên quỳ gối cầu nguyện thì Ngài lập tức hiện diện và trò chuyện với anh chị. Đó phải là tự do không chị em? Quá tự do luôn. Wow. Ngày xưa khi anh em nghiên cứu lịch sử thời cựu, các anh em sẽ thấy một năm được một lần thôi, đến đền thờ thánh Jerusalem, mà chỉ có dân Gia Thái mới được đến thôi, mà đâu có phải trực tiếp đi vô, phải qua những thầy tế lễ các kiểu, đâu có được đâu. Nhưng hôm nay chúng ta hoàn toàn tự do, Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa vì điều này. Amen cho em ha. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Rồi, tôi phải ngắt bớt một số thứ để tiết kiệm thời gian nhiều lắm. Tiếp theo, Philip chương 4 câu 6 chép: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin và sự tạ ơn mà trình các cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cái này tôi gọi là chúng ta được tự do trao những lo lắng và nhu cầu của mình cho Chúa. Cái này cũng là tự do. Không có Chúa Giêsu, anh em cầu nguyện ai nghe? Làm sao mình trao? Hôm nay mình có những đau đớn, lo lắng, bất an trong lòng, mình trao nhưng ai nghe? Nhưng hôm nay Chúa Giêsu đã mở đường cho chúng ta. Và khi chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta trao những lo lắng của mình lên cho Đức Chúa Trời, thì Ngài đáp lời chúng ta bằng sự bình an siêu nhiên trong lòng. Đó là tự do. Nhiều lắm anh chị em ơi. Và thôi cuối cùng mình ngừng ở đây đi. Cuối cùng trong Giăng chương 14 câu 2 đến câu 3 chép: Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, ta đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi,
ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Amen. Cái này là tự do khỏi gì anh chị em? Cái này là tự do vào cổng thiên đàng. Wow. Tự do này là tự do đời đời luôn. Tự do vào cổng thiên đàng. Anh em tưởng dễ đó. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta đã thoát khỏi hỏa ngục và thiên đàng đang mở cổng chào đón chúng ta. Chúng ta tự do hoàn toàn để bước vào. Chúng ta tự do để các thiên sứ chào đón chúng ta. Chúng ta tự do để cả thiên đàng chào đón chúng ta là những người được giữ phần sự sống đời đời. Wow, khi đọc những cái điều này, chúng ta thấy chỉ một câu chương 8 câu 32 thôi mà chúng ta có thể liệt kê cả ngày những điều Chúa Giêsu đã làm. Tôi khích lệ tất cả ông bà anh chị em tiếp tục đào sâu, tiếp tục tìm hiểu Kinh Thánh để tìm thấy những tài sản mà Chúa Giêsu đã dành cho mình. Amen. Tôi tiếp tục tìm kiếm những điều đó. Mỗi ngày tôi tìm kiếm những điều đó để cho bản thân là đầu tiên, sau đó có thể chia sẻ cho ông bà anh chị em ở trên mạng. Và đó như cái câu chuyện làm chứng mà tôi vừa đọc anh chị em nghe. Chỉ cần hiểu biết lẽ thật trong 1-2 tuần thôi thì chúng ta đã tiết kiệm được nhiều thứ. Sức khỏe cải thiện, đời sống cải thiện, mọi sự cải thiện. Cho nên hiểu biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải thoát và khiến chúng ta tự do. Amen chị em ha. Những anh em trên mạng cũng hãy nghe điều này. Tôi khích lệ tất cả trên những anh chị em trên Facebook hãy luôn luôn trân trọng quyển Kinh Thánh của mình. Hãy đọc nó mỗi ngày. Đọc nó một cách chậm rãi, đọc nó một cách tập trung, đọc nó một cách lặp đi lặp lại và rút tỉa cho mình những điều mà Đức Chúa Trời hứa dành cho linh hồn của mình. Đó là sự sống của chúng ta. Đừng bao giờ phí thời giờ cho những điều khác. Amen chị em ha. Nào chúng ta hãy đồng đứng để mình cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho điều gì? Đầu tiên đó anh chị em, chúng ta hãy nghiêm túc để thưa với Chúa. Chúa ơi, hãy giúp con có một kế hoạch thực sự cho lời của Ngài. Lời Chúa đặt ở trong lòng tôi rằng những nan đề mà anh em đang gặp phải, những cái điều không hài lòng mà anh chị em đang đối diện, nó xuất phát từ cái chỗ là anh chị em chưa nghiêm túc với quyển Kinh Thánh của mình. Không, cái đó mình phải thành thật mà nói, chưa thật sự nghiêm túc. Và đôi khi chúng ta hay bị lừa dối rằng những sự khác trong đời mới là quan trọng. Sự nghiệp mới quan trọng, công ăn chuyện làm mới quan trọng, vợ con mới quan trọng, rồi sự này sự kia mới quan trọng, sự nghiệp mới quan trọng. Lời Chúa lúc nào rảnh thì mình ngó một tí cũng không sao. Anh chị em à, đó là cái sai lầm căn bản, bị lừa dối. Tôi xin nhắc lại với cả hội chúng hôm nay, và tôi muốn anh chị em hãy nghiêm túc cầu nguyện với Chúa hôm nay. Chúa ơi, giúp con đặt lời của Ngài là trung tâm cho cuộc sống của con. Tôi muốn tất cả hội chúng ở trên màn cũng như hiện nay, chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy đặt lời Chúa là trung tâm. Chúa ơi, cuộc sống con sẽ xoay quanh lời của Ngài. Mọi điều gì con làm phải ra từ lời Ngài. Mọi điều gì con nói phải ra từ lời Ngài. Mọi điều gì mà con suy nghĩ phải ra từ lời Ngài. Mọi mối quan hệ của con phải được xây dựng trên lời Ngài. Hội thánh được xây dựng trên lời Ngài. Tất cả mọi công ăn sự nghiệp, công việc làm gì của con được xây dựng trên lời Ngài. Lạy Chúa, hãy giúp con đặt lời Ngài là trung tâm cho đời sống của con. Hãy cầu nguyện hội thánh. Như anh chị em trên live stream hãy cầu nguyện. Hãy nói với Chúa một cách nghiêm túc buổi sáng này. Chúa ơi, con muốn đặt lời Ngài là trung tâm. Thánh Linh ơi, thần lẽ thật ơi, hãy giúp con. Thánh Linh ơi, thần lẽ thật ơi, hãy giúp con. Con nhờ cậy Thánh Linh để giữ những điều phó thác tốt lành, giữ những điều tuyệt vời mà Ngài dành cho con. Đó là lời của Đức Chúa Trời, đó là tin lành, đó là sự mát mẻ cho xương cốt của con. Ôi Chúa, hãy giúp con. Anh em hãy cầu nguyện nào. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Và nói với Chúa anh chị em ơi, nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc. Trong danh của Chúa Giêsu quyền đó. Trong danh của Chúa Giêsu quyền đó. Anh em hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, đừng để trong lòng con có bất kỳ một ước muốn xác thịt nào, nhưng tất cả đều hướng về Ngài. Linh hồn con hướng về Ngài, tâm linh con hướng về Ngài, thân xác con hướng về Ngài, mọi điều trên đời sống con hướng về Ngài. Hướng về Ngài là hướng về lời của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của con. Oh hallelujah, oh hallelujah. Con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, con ngợi khen Ngài. Xin giúp đỡ hội thánh của Ngài, giúp đỡ hội thánh của Ngài, giúp đỡ hội thánh của Ngài. Anh em tiếp tục cầu nguyện nào.
Trong danh Giêsu, mỗi một người hãy nghiêm túc nói với Chúa: con quyết định ngày hôm nay, con sẽ có kế hoạch cho quyển kinh thánh của con sẽ có kế hoạch cho lời của Ngài, con sẽ đầu tư thời gian cho lời của Ngài, con sẽ đầu tư thời gian để nghe những bài giảng của Ngài, con sẽ đầu tư thời gian để nghiên cứu tìm hiểu lời của Ngài, con sẽ đầu tư thời gian để ăn nốt những gì mà Đức Chúa Trời đã dành cho con, để con sống với những lời hứa của Ngài. Anh chị em hãy nói điều đó nào, nói điều đó. Tôi nói rằng Ngài là đấng đã làm mọi sự cho anh em, Ngài là đấng chữa lành anh em, Ngài là đấng cất ma quỷ ra khỏi anh em, Ngài là đấng cất bệnh tật ra khỏi anh em, Ngài là đấng cất nghèo đói ra khỏi anh em. Ngài đã làm rồi. Hãy tin cậy Ngài, hãy đến với Ngài, hãy trân trọng lời của Ngài, hãy thấm nhuần lời của Ngài, hãy ăn nốt lời của Ngài. Tôi nói với anh chị em rằng anh chị em sẽ không hổ thẹn bao giờ. Cảm ơn Ngài. Thầy Chúa cũng cảm ơn Ngài về điều này. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Trong bài giảng tôi đã từng chia sẻ, có những kẻ thù ngày hôm nay nó muốn che khuất những điều tốt lành của Chúa đối với đời sống ông bà chị em. Năm xưa nó muốn hủy phá kinh thánh, nhưng ngày nay nó đến với từng cá nhân và nó gieo sự bận rộn cho anh em, nó gieo sự thiếu hiểu biết cho anh em, nó gieo sự đen tối che khuất cho anh em, để anh em cảm thấy kinh thánh là một quyển sách nhàm chán, anh em thấy kinh thánh là một quyển sách khô khan, anh em cảm thấy một kinh thánh là một quyển sách đầy mâu thuẫn. Nó khiến như vậy. Tôi nói với cả hội chúng, tôi nói trước hội thánh, tôi nói với tất cả những anh em đang theo dõi trên live stream, mọi quyền lực của Satan phải bị bẻ gãy giờ này. Mọi quyền lực của Satan đối với lời Đức Chúa Trời cho hội thánh phải bị bẻ gãy giờ này. Mọi lối lên những linh gian ác phải bị rơi đến giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền rằng ta truyền lệnh. Ta nói với mày Satan, ta nói với mày những con quỷ ô ấy kìa, ta nói với mày những tà linh đang ẩn chứa trong tâm trí của những con cái Đức Chúa Trời, dù đang theo dõi trên mạng hay đang hiện nay ở đây, tao rơi lên mày biểu lộ mày rơi đi. Trong danh của Chúa Giêsu quyền rằng những quyền lực cướp giết hủy diệt, những quyền lực ăn cướp lời của Đức Chúa Trời, tao bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền rằng rơi đi, rơi, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền rằng rơi trong danh Chúa Giêsu quyền rằng fire, lửa nó bảo rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền rằng dù mày ẩn thua ở đâu, ẩn thua ở đâu, dù bất kỳ người ẩn thua ở đâu, mày ẩn thua bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống con người, mọi uế lên mọi ác lên hãy ra khỏi đời chúng con ngài. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Oh, 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 oh. Những tà linh của sự thiếu hiểu biết, những tà linh của sự che khuất, những tà linh cướp giết hủy diệt, những tà linh gieo nhân bệnh tật đau yếu mờ tối, những tà linh gây những yếu đuối trong tâm trí, trong sự hiểu biết, trong danh Chúa Giêsu, hãy rời đi, rời, rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Oh, hallelujah, fire, lửa trong danh Chúa Giêsu, lửa trong danh Chúa Giêsu. Anh em hãy cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, thanh tẩy đời sống tâm linh của mình, cộng tác với tôi giờ này, thanh tẩy đời sống tâm linh của mình. Hãy nghĩ đi, tại sao mình không được cuốn hút với những điều thuộc linh? Vì Satan đứng ở giữa. Tại sao mình cảm thấy bị cháy lười với những điều thuộc linh? Cũng vì Satan đứng ở giữa. Tại sao mình bị tội lỗi cai trị trong khi mình tin Chúa rồi? Vì mình nộp mạng cho Satan. Đừng nộp cho Satan giờ này. Hãy tống cổ Satan ra khỏi đời sống con chị em. Hãy tống cổ Satan ra khỏi suy nghĩ anh em. Hãy tống cổ Satan ra khỏi việc làm anh em. Hãy tống cổ Satan ra khỏi gia đình anh em. Hãy tống cổ Satan ra khỏi sức khỏe anh em. Hãy tống cổ Satan ra mối quan hệ vợ chồng anh em. Trong danh Giêsu, quyền lực Satan hãy rời đi. Rời, rời, rời. Oh, 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 oh. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Tiếp tục lên cho em. Không chấp nhận bất kỳ một sự trì trệ thuộc linh nào. Tôi nói cho em đừng chấp nhận một sự trì trệ thuộc linh nào. Những tà linh giới hạn thất bại, những tà linh của sự trì trệ, không nghe tiếng Chúa, không thấy được, hiện thấy không thấy được những ảnh tượng của Chúa, trong danh Giêsu nó phải rời đi. Trong danh Giêsu những tà linh ô uế này phải rời đi. Oh, 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 holy fire, lửa, 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 lửa. Tôi nói rằng lửa thánh linh từ đỉnh đầu đến gót chân anh em. Anh em được tẩy sạch giờ này bởi sự thâm biến của thánh linh. Anh em được tẩy sạch giờ này bởi quyền pháp của thánh linh. Những quyền lực của Satan phải bị bẻ gãy giờ này, bẻ gãy giờ này, bẻ gãy giờ này. Tất cả những thứ gì đứng giữa anh em với Đức Chúa Trời,
Họ nói rằng nó phải bị sụp đổ xuống giờ này. Sụp đổ xuống giờ này. Sụp đổ xuống giờ này. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, hallelujah. Nói khen Ngài, hallelujah. Cảm ơn Ngài, hallelujah. Tất cả những tà linh nào, những hối linh nào bước vào anh em qua sự rủa xả của tổ tiên, tổ phụ, cha mẹ, ông bà, hôm nay trong danh Giê-xu, ta hủy bỏ quyền lực của sự rủa xả đó giờ này. Tất cả mọi sự rủa xả của bệnh tật đó phải rời đi giờ này. Rủa xả nghèo đó phải rời đi giờ này. Rủa xả của sự thất bại phải rời đi giờ này. Rủa xả của sự đau đớn tinh thần phải rời đi giờ này. Rủa xả của sự đổ vỡ hôn nhân phải rời đi giờ này. Trong danh Giê-xu, ta bẻ gãy những con quỷ này giờ này, rời đi. Rời. Oh. 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 Anh em hãy thấy trên đời sống của mình, thấy trên đời sống của mình những cái dấu hiệu nào, hãy nói với Satan, mày không còn lừa dối ta được nữa đâu. Trong Chúa ta được tự do. Trong Chúa ta là người được phước. Trong Chúa ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Quyền lực của Satan phải rời đi. Rời. Rời đi. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Amen. Tiếp tục lên xem. Tôi nói rằng khi mình cầu nguyện, hãy để ý những tín hiệu ở trong tâm hồn của mình, trong linh của mình. Ma quỷ thường nó rất là sợ sự hiện diện của Thánh Linh Chúa. Khi lửa của Đức Chúa Trời giáng xuống thì nó như cốc nháy vậy đó. Nó sẽ chuyển động trong anh em. Nó sẽ chuyển động bằng cách này, bằng cách kia. Và nói như tiên tri TV Joshua nói, chúng ta phải hất bàn tay lông lá của Satan ra khỏi cuộc đời mình một lần và vĩnh viễn trong danh Chúa Giê-xu, và cấm nó quay trở lại với đời sống của mình, để chúng ta có thể sống như Chúa muốn chúng ta sống. Amen chứ. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, ta ra lệnh cho mọi ối linh, mọi tà linh, mọi linh dâm dục thuộc linh thuộc thể, mọi tà linh đến từ tà thuật bùa chú, mọi tà linh rủa xả đến từ ông bà cha mẹ tổ tiên, mọi tà linh có sự nghèo đói, mọi tà linh có sự giới hạn, thất bại, bệnh tật, đau yếu, viêm nhiễm, ung thư, hay bất cứ thứ gì mày gieo vào con cái của Chúa giờ này, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, tao bẻ gãy mày giờ này. Rơi ra khỏi dân sự của Chúa giờ này. Rơi. 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 Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Nói khen Ngài. Nói khen Ngài. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Ta nói lửa Thánh Linh giáng trên từ đỉnh đầu đến gốc chân. Dù bất kể mày ở đâu Satan, hôm nay mày phải bị bày lộ ra. Lộ ra. Lộ ra. Ta bảo mày ra khỏi những cuộc đời này. Rơi đi khỏi những cuộc đời này. Ra khỏi những thân thể này. Ra đi. Ra vào xuống vực sâu của mày. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Oh hallelujah. Rời đi. Trong danh Chúa Giê-xu. Bất kể mày ở nơi đâu. Bất kể mày ở nơi đâu. Bất kể mày từng làm gì trên cuộc đời của họ. Bất kể. Trong danh Giê-xu. Ta ra lệnh mày rời. Rời hoàn toàn. Ra đi hoàn toàn. Mọi tà linh của sự nổi loạn, nóng giận, tổn thương ra đi. Mọi tà linh của sự chia rẽ, phá vỡ hôn nhân phải ra đi. Mọi tà linh của tiểu đường, huyết áp, tim mạch phải rời đi. Mọi tà linh của viêm nhiễm ung thư phải rời đi. Mọi tà linh của bệnh tật nan y, bệnh tật mạng tính phải rời đi. Ra đi. Oh, 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 oh. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Và nói rằng tất cả chúng ta phải được tự do hôm nay, vì Chúa định chúng ta được tự do. Amen. Chúng ta không thể bị trói buộc lần nữa. Chúng ta là người đã được cứu chuộc. Amen. Sẽ bắt ngồi như bảy chân của chúng ta. Amen. Trong danh Giê-xu nó phải rời đi. Rời. 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 Mọi uế linh phải rời đi. Mọi uế linh ở đây phải rời đi. Bằng ra mình mọi uế linh ở đây phải rời đi. Mọi uế linh ở đây phải rời đi. Mọi uế linh trong con người phải rời đi. Mọi ơi đến trong hồn, trong thân thể của người phải rời đi. Trong danh Chúa Giê-xu. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Và công bố sự tự do ở nơi này. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do khỏi tật bệnh. Tự do khỏi đói nghèo. Tự do khỏi những ác mộng. Tự do khỏi những tấn công của Satan và ban đêm. Tự do để có gia đình hạnh phúc. Tự do để có thể sống được sống thịnh vượng như Chúa muốn. Tôi nói rằng anh em tự do. Tự do khỏi tính cách. Tự do khỏi nổi loạn. Tự do khỏi bất an lo. Trong danh Giê-xu. Anh em hãy cộng tác với tôi. Đừng bao giờ chấp nhận bất cứ một thứ gì
mà anh em nghĩ nó là đến từ Satan mà lại sống chung với nó. Người đời nói rằng cố sống chung với lũ, nhưng chúng ta không chấp nhận từ này. Chúng ta chỉ sống với Chúa Giêsu thôi. Amen. Trong danh Chúa Giêsu, mọi thứ từ Satan phải rơi khỏi đêm giờ này. Rơi, rơi, rơi. Trong danh Chúa Giêsu Christ đang cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Oh, hallelujah, hallelujah. Tôi cảm giác nó ta lên bệnh tật ở đây. Mà anh em biết á, bệnh tật không đến từ Chúa. Và những căn bệnh mà bác sĩ nói rằng không thể chữa được, những căn bệnh mãn tính, những căn bệnh cứ lặp đi lặp lại, anh em phải biết rằng nó có nguồn gốc thuộc linh. Và hôm nay nguồn gốc đó phải bị bẻ gãy. Nếu chúng ta tin, có đức tin lớn, và chúng ta bẻ gãy nguồn gốc bệnh tật, thì thân thể anh em được phục hồi. Satan phải rơi khỏi thân thể của anh em với bệnh của nó. Phải tin với đức tin lớn. Amen chị em ha. Tôi muốn tất cả những ai ở trên live stream cũng như những anh em ở dưới này, hãy đặt tay vào chỗ đầu của mình. Đặt tay vào chỗ đầu của mình ạ. Bởi quyền năng trong danh Chúa Giêsu. Ta lấy quyền trong danh Giêsu để hủy bỏ quyền lực của bệnh tật. Ta nói rằng mọi quyền lực của bệnh tật phải rời khỏi những thân thể đang ở trước màn hình này. Phải rời khỏi những thân thể đang ở trước màn hình này và trong hội trường này. Bất kể bệnh là gì, bất kể bệnh là gì, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta nói rằng mọi tà linh bệnh tật hãy rời đến giờ này. Rời trong danh Giêsu. Rời đi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu. Những bệnh mãn tính, những bệnh ung thư, những ung nhọt, những điều bất thường trong thân thể của họ, những thứ mà gieo vào trong thân thể của họ, mọi tà linh ta phải ra trong danh Chúa Giêsu. Ra trong danh Chúa Giêsu. Ra trong danh Chúa Giêsu. Ôm, ôm, ôm. Linh bệnh tật hãy đi đi. Linh bệnh tật hãy đi. Ta ra lệnh phải đi. Thoát khỏi những thân thể này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và bây giờ ta tuyên bố bởi thánh linh của Đức Chúa Trời, mọi cơ quan nào của ông bà anh chị em đang bị hư tổn phải được phục hồi. Gan được phục hồi. Thận được phục hồi. Đường ruột được phục hồi. Hệ thống hô hấp được phục hồi. Tim mạch được phục hồi. Xương khớp được phục hồi. Máu huyết được phục hồi. Thần kinh được phục hồi. Tất cả cơ quan bị hư tổn giờ này được phục hồi. Phục hồi. Phục hồi. Phục hồi. Oh, hallelujah. Hãy đón nhận sự chữa lành. Sự chữa lành bởi đức tin. Sự chữa lành không cần thuốc, nhưng cần danh của Chúa Giêsu. Amen. Bởi đức tin chúng ta đón nhận nó miễn phí. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và tuyên bố trong danh Giêsu, bệnh cao huyết áp, tiểu đường, những bệnh liên quan đến tim mạch giờ này phải được chữa lành. Chữa lành. Đón nhận sự chữa lành. Anh em trên mạng, trên live stream đón nhận sự chữa lành. Những bệnh liên quan đến xương khớp, xương khớp, xương khớp được chữa lành. Tôi nghe có một từ nói là bệnh gút ở đây. Những ai bị bệnh gút tái đi tái lại, hãy đón nhận sự chữa lành. Hãy tự do khỏi căn bệnh xương khớp này. Tạo ra lệnh chân tà linh gây căn bệnh đó phải rời đi, rời khỏi thân thể của họ. Còn cảm ơn Ngài Chúa, sự phục hồi của Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa. Anh em biết không, khi thân thể mình bệnh tật ấy, nó giới hạn đời sống của mình nhiều lắm. Mà không đủ sức khỏe để làm bất cứ điều gì hết. Muốn nhiều nhưng không làm được. Và bệnh tật là một sự rủa xả bởi nếp sống sa ngã của con người. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu đến và Ngài đã phục hồi tất cả. Chúng ta có quyền sống đời sống không bệnh tật. Amen. Đó là điều Chúa muốn. Tôi tuyên bố ông bà anh chị em được chữa lành. Chữa lành. Chữa lành hoàn toàn. Cảm ơn Ngài Chúa. Chúng ta lắng nghe Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa. Ta hãy lắng nghe Ngài. Ta hãy thờ phượng Ngài. Sự đổ chạm của Chúa khiến chúng ta được nhắc lên. Sự rơ chạm của Chúa Thánh Linh khiến chúng ta có đức tin. Và đức tin trong buổi trưa hôm nay
và đức tin giải thoát đời sống chúng ta. Tôi chợt nhớ đến bài hát Gai đâm thấu buốt, có cái từ đó, những gì Chúa Giêsu đã chịu để cho chúng ta được bình an giờ này. Vết đâm Ngài chịu để chúng ta được chữa lành, đó là sự trao đổi. Thấm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và chính Ngài đến để ban phước cho chúng ta. Ngài đâm thấu buốt, lời chán Giê-xu, bao yêu thương xa chuyển về trên ngài, yeah.
Chúa đang ở đây với chúng ta. Và khi chúng ta thờ phượng Ngài thì tôi có nghe thấy Ngài chuẩn bị để mưa trên chúng ta giờ đây. Tôi tin thông điệp này đến từ Chúa. Chúng ta cần cơn mưa, bởi vì mảnh đất lòng của chúng ta ở đôi lúc bị khô hạn. Cảm ơn tất cả chúng ta hãy chú ý về Ngài. Chúa Thánh Linh có thể vận hành như gió, như lửa, như dầu, như chim bồ câu. Nhưng có những lúc Ngài vận hành như những cơn mưa trên linh hồn của chúng ta. Và khi anh em thấm đẫm trong cơn mưa của Ngài, lòng anh em sẽ được kéo đến gần Chúa một cách rất mật thiết, rất nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh em không còn khô khan nữa. Cho nên giờ này tôi khích lại tất cả bạn trên ở hội trường này cũng như những anh em trên mạng. Tôi khích lại anh em hãy nói với Chúa rằng hãy mưa trên con giờ này. Lòng con cần thấm đẫm cơn mưa của Thánh Linh. Con khát khao dòng nước mát mẻ của Thần à, để đời sống tâm linh con được phục hồi, được mặn nồng với Chúa. Anh em biết không, khi tôi cầu nguyện thì Đức Chúa Trời bắt đầu thăm viếng anh em. Cảm ơn tất cả anh em nào khát khao, hãy đưa đôi tay của mình lên. Cảm ơn Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện. Đây là dân sự của Ngài, và Ngài đặt vào lòng con rằng giờ này Ngài sẽ mưa xuống trên họ, mưa để làm ướt tấm lòng của họ, mưa để làm tưới mát anh em con. Tất cả những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, Đức Thánh Linh ơi, hãy tuôn đổ, 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 chạm họ Chúa, chạm nữa, chạm, đó, đó. Tôi nói rằng Thần Linh của Ngài bắt đầu giáng trên anh em giờ này. Thần Linh của Ngài làm tươi mát linh hồn anh em giờ này. Làm nữa. Đó, từng người, từng người trong danh Chúa Giêsu quyền rằng, từng người trong danh Chúa Giêsu quyền rằng, Cha ơi, xin Thần này đổ xuống họ. Góc kia Chúa, hãy mưa xuống góc này, hãy mưa xuống dọc góc này, hãy mưa xuống góc này. Con cảm ơn Ngài, hãy mưa xuống góc này. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Tôi nói rằng Thánh Linh của Ngài đang chạm vào từng người, và những giọt mưa tươi mát của Ngài đến trên linh hồn anh em giờ này. Hãy đón nhận bởi đức tin, hãy đón nhận bởi đức tin, hãy đón nhận bởi đức tin. Tôi tuyên bố rằng anh em được tươi mới, anh em được tươi mới, mọi người được tươi mới. Cảm ơn Chúa. Chúa tiếp tục Ngài thăm viếng họ, Ngài thăm viếng anh em con ở trên live stream. Mỗi một người được chạm giờ này, chạm giờ này, chạm giờ này, chạm giờ này, chạm nửa giờ này, chạm nửa giờ này. Tôi nói rằng sau sự cầu nguyện này, anh em con sẽ đầy linh lực để sống đời sống đẹp lòng Ngài. Đầy linh lực để sống đời sống đẹp lòng Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tôi thấy thông điệp của Ngài anh chị em. Hallelujah. Tôi thấy thông điệp của Ngài cho con cái của Ngài đang đứng tại nơi đây. Yeah. Thông điệp của Ngài như thế này. Có thể tôi nói cái điều này giúp đỡ một số anh chị em đang đứng tại nơi đây. Đức Chúa Trời muốn rằng Ngài muốn chiều sâu trong tâm hồn, chứ Ngài không muốn những lễ nghi bên ngoài. Ngài muốn anh chị em hãy đến với Ngài mỗi ngày với một tấm lòng thật sự anh chị em cần gắn kết với Ngài. Tại sao Chúa cảm động tôi nói điều đó?
Bởi vì có một số anh chị em ở đây đang mắc kẹt với đời sống tâm linh của mình. Anh em cố gắng để làm đẹp lòng Chúa. Anh em cố gắng để dâng hiến trung tín. Anh em cố gắng đọc lời Chúa trung tín. Anh em cố gắng làm điều này điều kia, nhưng đời sống anh em không nhìn thấy sự tăng trưởng. Anh em đang chán nản, anh em cảm thấy tuyệt vọng, mất sức về điều này. Và Chúa gửi thông điệp này cho anh chị em, những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với thông điệp này, rằng hãy thay đổi từ trong tâm lòng. Đừng ép linh hồn của mình vào bất cứ một khuôn khổ nào. Hãy để linh hồn của con kết nối với ta một cách tự nhiên. Hãy nói chuyện với ta khi con đang đi trên đường. Hãy nói chuyện với ta khi con đang làm việc. Hãy nói chuyện với ta khi con đang nằm trên giường. Ta sẽ đến thăm viếng con. Ta nói điều đó có thể đang đụng chạm một vài người. Chúa ơi, hãy làm tươi mới những anh em đó của con. Ai là những người đó giờ này, Chúa sẽ chứng minh lời của Ngài bằng cách Ngài thăm viếng. Ngài đến Ngài thăm viếng những người đó để cho anh em thấy rằng sự kết nối với Chúa không phải là lễ nghi, không phải là nghi thức, mà nó là sự kết nối của tấm lòng. Chạm Chúa, chạm những anh chị em đó Chúa. Con nói rằng Ngài chạm họ Chúa giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Là không quên với Ngài, không quên đến với Ngài. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Anh em ơi, Chúa chúng ta là đấng sống. Hãy đồng đi với Ngài một cách hết sức tự nhiên. Anh chị em, đó là thông điệp buổi trưa hôm nay. Tôi nói rằng khi anh chị em gặp gỡ Đức Chúa Trời mình một cách cá nhân trong linh hồn, đời sống anh em sẽ biến đổi một cách lạ lùng. Không có lễ nghi, không có khô cứng, nhưng đó là một đời sống đồng đi với Đức Chúa Trời. Hãy để Đức Thánh Linh thăm viếng anh em giờ này. Chạm hòa Chúa. Con cầu nguyện Chúa tiếp tục chạm những người Ngài cần chạm. Chúa ơi, kéo tấm lòng họ đến với Ngài, để họ học cách tương giao với Ngài, học cách trò chuyện với Ngài, học cách lắng nghe Ngài, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Đổ đầy. Đổ đầy. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.